Mua bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Ngày nay thì kênh mua bán xe cũ sẽ cập nhật mang đến cho anh chị và các bạn thông tin về chiếc xe máy dầu 7 chỗ rất đáng để anh chị và các bạn cân nhắc trong tầm giá khoảng 800 triệu Anh chị và các bạn có thể sở hữu ngay một chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản máy 2.2 máy dầu sản xuất năm 2019 Xe có ngoại thất là màu trắng nội thất ghế da hai màu vẫn có hỗ trợ thủ tục mua xe trả góp lên tới 70% giá trị xe. Với thời gian vay lãi suất cụ thể chi tiết thì anh chị và các bạn hãy kết bạn Zalo, em sẽ gửi bảng kê cụ thể chi tiết cho anh chị và các bạn có thể cân nhắc anh chị nhé. Đây là những đường nét chi tiết tổng quan về phần đầu xe nổi bật với hệ thống đèn bi chiếu sáng cũng như cái phần lưới tản nhiệt hình lục rác. Đấy, rồi là những cái chi tiết như là hệ thống À, cảm biến trước sau được trang bị đầy đủ những tính năng an toàn Mâm thì trang bị mâm xe hợp kim Với một dàn lốp của chiếc xe vẫn còn rất là đẹp anh chị nhé Hệ thống bố phanh Các chi tiết các bác có thể khám phá cùng em đây Gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ có hệ thống cảnh báo vượt trên gương Những đường nét sơ qua Về bên ngoài ngoại thất của chiếc xe anh chị và các bạn có thể là khám phá dán kính thảm trải sàn cũng được trang bị đầy đủ cho các bác. Ở phần đuôi xe thì nó sẽ mang lại những cái uh, tiện ích tính năng an toàn như là hệ thống cảm biến cam đùi đèn phanh trên cao. Cùng với đó thì xe cũng được uh, thiết kế những cụm đèn hậu rất là bắt mắt và lôi cuốn dạng 3D với những họa tiết rất là đẹp mắt. Đây là những cái phần như hệ thống uh, bậc cốp và hệ thống không gian cốp chứa đồ của chiếc xe khá là rộng rãi những phần chỉ rồi những phần đinh tán, ốc ác tất cả các chi tiết này đều còn trong tình trạng nguyên bản. Với những chiếc xe cũ đã qua sử dụng thì cửa hàng luôn khuyên khách hàng hãy mang xe vào hãng hoặc một bên thứ ba mà anh chị và các bạn tin tưởng để mình có thể check kiểm tra đảm bảo an tâm, tránh được những cái rủi ro không mong muốn về xe tai nạn ngập nước, mang đến cái sự an tâm trong quá trình sử dụng sau này. Khi mà nhập về thì cửa hàng đã kiểm tra rất là kỹ càng các hạng mục rồi, nên rất tự tin những cái sản phẩm bán ra cho anh chị và các bạn Đấy, những đường nét chi tiết về hệ thống cửa gió điều hòa hàng ghế thứ ba hệ thống gập điện hàng ghế thứ hai rồi là cổng 12V đây là những cái đường nét chi tiết không gian khoang cốp và bây giờ thì ta sẽ cùng ngắm qua chi tiết hơn nữa về hệ thống ghế ngồi ở hàng ghế thứ hai của chiếc xe để anh chị và các bạn có thể có cái nhìn tổng quát nhất với phần cánh cửa của chiếc xe thì nó sẽ trang bị cho anh chị và các bạn các tiện nghi như là hệ thống rèm che lắng này, rồi là những phần tap ly bọc da, các chi tiết đường chỉ, hệ thống ốc bản lề, tất cả các chi tiết đều giữ được độ nguyên bản, không hề có hiện tượng bị đâm va hay thay thế ở phần cánh cửa. Đấy, tất cả các chi tiết tiện nghi của chiếc xe là mang lại rất nhiều. Và xe thì cũng có trang bị cho anh chị và các bạn như là hệ thống cửa gió điều hòa trung tâm, bệ tì tay trung tâm và cửa sổ trời toàn cảnh. Bác chủ thì cũng ốp chống xước cũng như là hệ thống ghế ngồi và có trang bị thảm trải sàn. Đây là những cái phần chi tiết về hệ thống ghế ngồi anh chị nhé. Chất lượng của nó thì vẫn rất là đẹp. Bản này là bản đặc biệt, em nhớ nhầm là bản premium. À, bản đặc biệt với cả bản premium anh chị và các bạn chỉ cần nhìn chất lượng ghế da thôi là anh chị và các bạn có thể biết được rồi với hệ thống ghế da của bản cao cấp thì nó sẽ có màu đen pha đỏ còn với bản đặc biệt thì nó chỉ trang bị ghế da màu đen nhưng nó vẫn mang lại các họa tiết kim cương ở phần đầu phần cái những cái chi tiết ở phần họa tiết ở phần ghế ngồi vẫn có mang lại đầy đủ tính năng như là hệ thống cảnh báo vượt trên gương Đấy chống chân trượt cân bằng điện tử hỗ trợ đổ đèo khởi hành ngang dốc và đây là những cái chi tiết như là hệ thống thẻ bảo dưỡng của chiếc xe để anh chị và các bạn có thể mang đi check à, vô lăng tích hợp các phím điều chỉnh chức năng rồi là màn hình giải trí phía sau vô lăng là cụm đồng hồ hiển thị thông tin à, với màn hình điện tử chính giữa trung tâm 7 inch và đây là những cái chi tiết như là hệ thống là Điều hòa tự động này, sạc không dây, phanh tay điện tử, auto hold được trang bị đầy đủ. Drive mode các chế độ lái đầy đủ cho anh chị và các bạn có thể trải nghiệm. Và những cái chất lượng từ những phần má ghế của chiếc xe em luôn quay đầy đủ rõ ràng. Anh chị và các bạn cần xem hình ảnh hay thông số của chiếc xe, mình có thể truy cập tại web hơi com để xem thông tin cụ thể anh chị nhé. Vin năm sản xuất của chiếc xe đây. Với năm sản xuất là nghìn. 20... 2019. Cái tầm giá của chiếc xe bây giờ nó chỉ khoảng 800 triệu là anh chị bạn thể sở hữu rồi Chiếc xe Hyundai Santa Fe 2.2 máy dầu bản đặc biệt sản xuất 2019 Vẫn có hỗ trợ thủ tục mua xe trả góp nên tới 70% giá trị xe Thời gian vay lãi suất cụ thể chi tiết hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình để em có thể hỗ trợ thông tin đầy đủ cho anh chị và các bạn có thể tham khảo rất cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi đến hết clip và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo của kênh mua bán xe cũ